Good morning. Hello, good morning. Chào cả nhà. Chào cả nhà yêu thương, chào cả nhà yêu thương Tây Trần nha. Chào cả nhà đến với video của Tây Trần nha cả nhà ơi. Tây Trần đang review trực tiếp tại Hoa Viên Tòa Thánh Tây Ninh nha cả nhà. Cả nhà vào xem ủng hộ cả nhà ơi. Rồi cả nhà vào xem, cả nhà vào xem cả nhà ơi. Ngày mới đầu tuần thì tại chúc cả nhà trong nước và ngoài nước ngày mới luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và thành công trong cuộc sống nha cả nhà. Tại review tại Hoa Viên của Tòa Thánh Tây Ninh nha cả nhà. Cả nhà mình vào xem yêu thương cho mình thì ủng hộ kênh mình nha cả nhà, cho mình một like và một share nha. Cảnh đẹp của Hoa Viên Tòa Thánh Tây Ninh nha cả nhà. Hello. Có đám ngang cả nhà. Có đám ngang. Đám tang đi ngang báo ăn từ làm lễ nha cả nhà. Ôi, cả nhà vào xem kênh mình ủng hộ kênh mình nha cả nhà. Cả nhà thấy qua cảnh đẹp thì cả nhà mình cho mình một like, một chia sẻ, một share ngang. Like, share, chia sẻ nha cả nhà. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh, ai đăng ký rồi thì cho mình like ngang, share ngang, chia sẻ nha cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thank you very much. Hoa Viên Tòa Thánh Tây Ninh nha cả nhà. Cả nhà vào xem ủng hộ mình cả nhà ơi. Cả nhà có thấy đẹp thì cả nhà mình cho mình một ngón tay đẹp ngang. Cả nhà thấy đẹp cho mình một ngón tay đẹp nha cả nhà. Ồ. Đẹp quá cả nhà ơi, đẹp quá cả nhà ơi. Cả nhà ơi đẹp quá, ca đẹp quá cả nhà ơi.
Hello. Hello. Hello, hello. Chào cả nhà nha. Hello, how are you? Đầu tuần chúc cả nhà mình vui vẻ, hạnh phúc nha. Cả nhà mình thành công trong cuộc sống nha cả nhà. Cả nhà vào xem mình video mình đẹp thì cả nhà cho mình một like, một đăng ký kênh này cả nhà. Một like, một share nha. Ai chưa đăng ký, đăng ký. Ai đăng ký rồi cho mình một like và một share nha, chia sẻ nha cả nhà. Ở video mình có đẹp không nha cả nhà. Mình xin xuống video đây là mình hẹn cả nhà mình video tiếp theo nha cả nhà. Hẹn cả nhà mình video tiếp theo nha. Bye bye. See you again.